Huấn luyện viên Chuze liệu có phép màu để giúp U23 Việt Nam dự Olympic 2024? Huấn luyện viên Chuze đưa Công Phương lên tập cùng đội tuyển Việt Nam. Tân binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh, chuyên gia săn siêu cúp. Huấn luyện viên Chuze liệu có phép màu để giúp U23 Việt Nam dự Olympic 2024? Một trong hai mục tiêu lớn của huấn luyện viên Chuze về bóng đá Việt Nam đó là U23 Việt Nam dự Olympic 2024. Tôi chuẩn bị cho chặng đường đến vòng chung kết U23 châu Á và Olympic. Chúng ta có vị thế số 1 Đông Nam Á, nhưng khi đến đây, nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy cầu thủ vươn xa khỏi khu vực để đến với thế giới. Huấn luyện viên Chuze nói về vòng ngoại U23 châu Á 2024. Điều đầu tiên để mục tiêu kể trên có tính khả thi, đó là U23 Việt Nam phải vào đến bán kết vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội giành hạng 3 trở lên sẽ giành vé trực tiếp, còn đội xếp thứ 4 sẽ đá play-off. Câu hỏi được đặt ra là sau ASEAN 19, U23 Việt Nam đang ở đâu so với châu Á? Olympic Việt Nam có 2 thất bại ở ASEAN 19, qua đó về nước sớm từ vòng bảng. Hai trận thua đều diễn ra trong thế trận bị dồn ép và lép vế toàn diện, gồm Iran 0-4 và Ả Rập Xê Út 1-3. Môn bóng đá nam có 16 suất dự Olympic 2024, bao gồm châu Âu thì 4 suất, 1 suất thuộc về nước chủ nhà Pháp, CONCACAF 2 suất, châu Á 3,5 suất rưỡi, châu Phi 3,5 suất rưỡi, châu Đại Dương 1 suất và Nam Mỹ 2 suất. Với 3,5 suất dự Olympic 2024 của châu Á, Việt Nam sẽ tranh với những tên tuổi hàng đầu châu lục. Không khó để nhận xét rằng Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Còn 0,5 suất vé playoff, thầy trò huấn luyện viên Chuze sẽ chọn với ứng cử viên gồm Uzbekistan, Australia, Iraq, Thái Lan, Indonesia, Qatar, chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong nhóm kể trên, Uzbekistan, Iraq và Australia được đánh giá cao hơn so với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Riêng Uzbekistan rất mạnh ở các giải trẻ, đặc biệt là cấp độ U23. Olympic Uzbekistan vừa thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2 ở bán kết môn bóng đá nam ASEAN 19 là một ví dụ. Qatar là nước chủ nhà cũng xứng đáng để xếp vào ứng viên tranh vé dự Olympic 2024. Trong phát biểu mới nhất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc lại kết quả ở ASEAN 19. Về mặt chuyên môn, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 93 thế giới, trong khi Iran xếp hạng 24, còn Ả Rập Xê Út đứng thứ 54. Khoảng cách giữa các nền bóng đá rất xa, kết quả không như mong đợi là điều chúng ta đã biết trước. Đó là một phát biểu đáng suy ngẫm. Bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa với các đội hàng đầu châu Á, và nhìn vào kết quả thực tế đến sự thừa nhận của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam cần một phép màu để dự Olympic 2024. Bởi trình độ của lứa cầu thủ hiện tại được phản ánh đầy đủ qua thất bại SEA Games 32, giành huy chương đồng và ASEAN 19 bị loại từ vòng bảng. Huấn luyện viên Chuze đưa Công Phương lên tập cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ U18 Việt Nam Nguyễn Công Phương được huấn luyện viên Philippe Chuze đưa lên tập cùng đội tuyển quốc gia. Trong buổi tập tối qua ngày 5 tháng 10, đội tuyển Việt Nam xuất hiện một cầu thủ mới, không có trong danh sách triệu tập 33 người cũng như nhóm 5 cầu thủ trẻ ban đầu được đưa lên tập cùng. Đó là tiền vệ Nguyễn Công Phương. Công Phương hiện đang tập trung cùng đội tuyển U18 Việt Nam tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải đấu giao hữu tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên Philippe Chuze đồng ý cho Công Phương tập cùng các đàn anh theo đề xuất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để cầu thủ này có thêm trải nghiệm. Công Phương là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, từng là thủ quân của các đội tuyển U16 và U17 quốc gia. Cầu thủ người Hải Dương sinh năm 2006, khoác áo câu lạc bộ Viettel và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng triệu tập Công Phương lên đội tuyển Olympic Việt Nam trước ASEAN 19. Dù vậy, cầu thủ này không có tên trong danh sách tham dự giải. Huấn luyện viên Chuze đồng ý cho Công Phương lên tập cùng đội tuyển Việt Nam, một phần là do chưa đủ quân số. Những thành viên của câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng chưa có mặt do bận thi đấu cúp châu Á, trong khi các cầu thủ của Thanh Hóa và câu lạc bộ Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10. Do đó, huấn luyện viên Chuze gọi thêm 5 cầu thủ U20 là Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Huy để tập cùng các đàn anh trong những ngày đầu. Nhóm 5 cầu thủ bổ sung này không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Ngày mai, ngày 7 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số. Ngày 8 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ lên đường sang Trung Quốc thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10 tháng 10 và gặp Uzbekistan ngày 13 tháng 10. Tiếp đến, đội tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc và đá giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 17 tháng 10. Tân binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội, Bùi Hoàng Việt Anh, chuyên gia săn siêu cúp. Trong trận tranh siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco năm 2023 chiều ngày 6 tháng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ hy vọng cái duyên của Bùi Hoàng Việt Anh sẽ giúp cho họ giành chiến thắng. Tân binh 24 tuổi đã từng tham dự 3 trận siêu cúp và giành chiến thắng cả 3 lần. Bùi Hoàng Việt Anh là một người rất có duyên với trận siêu cúp quốc gia. Hậu vệ 24 tuổi đã 3 lần tham dự trận đấu đỉnh cao giữa hai đội vô địch, hai đấu trường quan trọng nhất của bóng đá Việt và giành chiến thắng cả 3 cùng câu lạc bộ Hà Nội. Khi kết thúc mùa giải 2023, Việt Anh quyết định rời đội bóng áo tím để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tình cờ đây là đội vô địch V-League 2023 và anh có lần thứ tư xuất hiện ở trận siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco năm 2023.
Và chiều ngày 6 tháng 10, Việt Anh sẽ cùng đội bóng áo đỏ đối đầu với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và tìm kiếm lần nâng cúp thứ tư. Để chuẩn bị cho trận siêu cúp, Công an Hà Nội đã có 2 trận đấu giao hữu với Bình Dương và câu lạc bộ Hòa Bình. Việt Anh chơi khá tốt, thậm chí suýt ghi bàn ở trận đấu gặp Bình Dương trên sân vận động hàng đấy. Thành thực mà nói, việc rời khỏi câu lạc bộ Hà Nội sau nhiều năm gắn bó và gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội không phải là quyết định dễ dàng. Việt Anh đã trao đổi với báo chí và truyền thông như vậy: "Những ngày đầu tiên tôi có gặp đôi chút khó khăn, nhưng nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội nên tôi nhanh chóng hòa đồng. Một phần lý do vì các cầu thủ ở câu lạc bộ Công an Hà Nội đều là anh em nên dễ thích nghi. Trên sân cũng vậy, giữa tôi và các đồng đội có sự bắt nhịp tốt. Theo Việt Anh, môi trường của cả hai đội, câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội có nhiều sự khác biệt. Điều này khá dễ hiểu bởi mỗi đội bóng có cách vận hành riêng. Những điểm chung là sở hữu tâm lý của đội bóng lớn." Hậu vệ người Thái Bình chia sẻ: "Ở đây chúng tôi luôn nỗ lực để chiến thắng mỗi trận đấu, không chấp nhận kết quả khác ngoài việc thắng lợi sau cùng. Với tâm lý đó, không khó để xác định mục tiêu của câu lạc bộ Công an Hà Nội với trận tranh siêu cúp lần đầu góp mặt, cũng như Việt Anh ở trận đấu mở màn. Tôi và đội bóng đều hạ quyết tâm sẽ giành siêu cúp, chiếc cúp đầu tiên để bắt đầu mùa giải mới. Với cá nhân tôi, không gì khác ngoài chiến thắng", anh nói. "Trước đây Việt Anh luôn nâng siêu cúp vào cuối trận và anh không muốn thay đổi thói quen này. Chưa kể siêu cúp còn mang nghĩa đặc biệt với hậu vệ 24 tuổi. Lần đầu Việt Anh chơi trận tranh siêu cúp quốc gia là năm 2019 gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Và ở trận đấu đó đã xảy ra điều khá bất ngờ. Hôm ấy Việt Anh không có danh sách đá chính, thế nhưng lại được vào sân ngay phút thứ 6 do chấn thương của Duy Mạnh. Siêu cúp quốc gia 2019 là khởi đầu cho những ngày tháng tiếp theo của tôi, mở ra con đường mới tốt đẹp trong sự nghiệp và tôi luôn nhớ, trân trọng từng phút thi đấu của ngày hôm ấy. Trước và khi bước vào trận đấu quan trọng đấy, tôi không khi nào nghĩ mình sẽ được ra sân. Lý do vì tôi còn quá trẻ và không tham dự vào giáo án riêng của đội chính trong các buổi tập", Việt Anh nhớ lại. "Thế nên tôi khá bất ngờ khi được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung vào sân. Điều ngạc nhiên là tôi không gặp chút tâm lý nào, cộng thêm sự động viên của các anh lớn nên chơi khá tự tin. Sau lần thứ hai, trận tranh siêu cúp quốc gia năm 2020, Việt Anh đã trưởng thành hơn và dần có chỗ đứng trong đội. Không chỉ được tin tưởng lá chính, anh còn trở thành người hùng với pha lập công duy nhất giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Viettel giành siêu cúp. Đó là phút 74 và Việt Anh âm thầm xâm nhập vòng cấm, tách mình ra khỏi các hậu vệ đối phương và chờ đợi cú trả bóng ngược của Giovane. Khi nó tới, anh thực hiện cú đặt lòng chính xác, không cho thủ môn Nguyễn Văn Công bất cứ cơ hội cản phá nào. Trận đấu ấy cũng rất đáng nhớ khi tôi ghi bàn thắng giúp đội đăng quang, nhưng trận tranh siêu cúp 2019 vẫn ý nghĩa nhất bởi đó là sự khởi đầu", Việt Anh nói. Ngoài ý nghĩa về sự khởi đầu của năm 2019, có thể một trong những lý do khiến hậu vệ 24 tuổi đạt trận đấu năm 2020 xuống dưới là vì anh không hiếm lần ghi bàn. Trong sự nghiệp còn non trẻ của mình, anh đã sở hữu 7 bàn tại V-League, 2 bàn tại mặt trận cúp và 1 bàn khi khoác áo U23 Việt Nam. "Mặc dù là hậu vệ nhưng trong tôi luôn khao khát ghi bàn", Việt Anh cho biết. "Mỗi khi ra sân, bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, tôi luôn có ý nghĩ phải ghi được bàn thắng. Có lẽ do trước đây khi mới tập bóng, tôi thường đá tiền đạo. Với trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 cũng vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giữ sạch lưới, đồng thời tìm kiếm bàn thắng bất cứ khi nào có cơ hội. Việt Anh khá tự tin sẽ làm được điều này", anh nói. "Kể từ khi tới câu lạc bộ Công an Hà Nội, tôi có cảm giác bản thân được phát huy hết những phẩm chất vốn có và tôi sẽ cố gắng với tất cả khả năng để giúp câu lạc bộ chiến thắng mọi trận đấu, gặt hái nhiều danh hiệu hơn nữa. Tôi và câu lạc bộ Công an Hà Nội cùng có chung một mục tiêu, đó là giành mọi chiếc cúp có thể.